Bây giờ xin mời các bạn nghe theo tập thứ 7 của Nửa đời chinh chiến. Trong khóa học, tôi đã được hướng dẫn từ việc điều hành tham mưu cấp trung đoàn cho đến tổ chức hành quân hỗn hợp thủy bộ giữa hải quân, không quân, thủy quân lục chiến trong các lực lượng thủy bộ lên cấp sư đoàn. Những bài học rút tỉa từ các trận đánh, từ Thế chiến thứ nhất đến Thế chiến thứ hai, nhất là chiến trường Thái Bình Dương, cho đến cuộc chiến giải phóng Nam Hàn năm 1955 với các trận đổ bộ và rút quân chiến lược. Tuy nhiên, vào ngày nghỉ cuối tuần, nhà trường khuyến cáo tôi không nên mặc quân phục khi lên viếng Washington DC do những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ngày càng dữ dội của nhóm phản chiến. Ngày nào xem tin tức trên TV cũng thấy cảnh đám phản chiến cầm cờ mặt trận giải phóng miền Nam và ngay cả cờ của Cộng sản miền Bắc trên nước Mỹ bị cảnh sát và vệ binh Hoa Kỳ giải tán bằng võ lực. Thỉnh thoảng ông ngoại trưởng nói tiếng Anh giọng Pháp Kissinger xuất hiện nói về cuộc đàm phán với Bắc Việt với giọng điệu đầy vẻ tôn trọng về đám Việt Cộng như Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ. Trong lòng tôi không sao kìm được tức giận và khinh bỉ đối với con người luôn được gọi là tiến sĩ vốn gốc người Do Thái khi trò chuyện với người bạn cùng khóa là một trung tá nhảy dù của quân đội Do Thái. Tôi hình dung ra ông Kissinger này đang tìm cách đem quân Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam để sẵn sàng đối phó với Iraq khi nước này vừa ký kết hiệp ước bất tương xâm với Nga Xô. Nếu quân Ả Rập đồng loạt tấn công Do Thái, chắc chắn quân Mỹ phải ở tư thế nhập cuộc chống trả khi không còn dính dáng đến Việt Nam. Một trong những bài tập quân sự trong lớp chỉ huy và tham mưu là soạn thảo một kế hoạch thủy bộ khi quân Cộng sản Bắc Việt tràn xuống vị tuyến 17. Sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Okinawa sẽ đổ bộ lên Vinh rồi thiết lập khu phi chiến, mãi cho đến ngày Tổng thống Nixon bị buộc phải từ chức sau vụ Watergate, tôi mới tin chắc rằng Mỹ sẽ bỏ Việt Nam. Trong khi ấy, ngày 15 tháng 9 năm 1972, từ Quantico, tôi nhận được tin thủy quân lục chiến Việt Nam đã tái chiếm Quảng Trị và dựng ngọn cờ vàng trên cổ thành, bên này bờ sông Thạch Hãn. Cuộc tái chiếm đầy máu lửa và ác liệt này đã gây tổn thất cho quân nhảy dù, biệt cách nhảy dù và thủy quân lục chiến cả ngàn tử vong và thương tích. Về sau tìm hiểu thêm qua các tin tức của Cộng sản và quốc gia, trong cuộc tái chiếm cổ thành Quảng Trị, mỗi một thước đất là một người lính ngã xuống. Khối bổ sung của thủy quân lục chiến Việt Nam từ trung tâm huấn luyện có khi phải chuyển vận nguyên cả một đại đội từ Nam ra để bù đắp vào tổn thất. Nhân dịp nhà trường tổ chức lễ sinh nhật cho binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam như các đồng minh khác, tôi đã xoay sở xin được những hình ảnh mới nhất trong trận tái chiếm Quảng Trị để làm buổi thuyết trình về cuộc chiến đấu anh dũng của quân đội miền Nam sau ngày quân Mỹ đã rút lui. Cử tọa gồm cả đại tướng tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã vỗ tay nồng nhiệt, nhưng cả nước Mỹ đã reo mừng và không còn biểu tình khi lần lượt các phi công tù binh Hoa Kỳ đã được trở về, như đại úy John McCain được thăng lên cấp trung tá sau 6 năm tù, nay đã là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Người bạn cùng chiến đấu với tôi trong trận Bình Giả là đại úy Peter Cook cũng được thăng lên trung tá, nhưng đã từ trần trong một trại giam cố Việt Cộng trong Nam vào năm 1968. Tôi ý thức được người Mỹ sẽ bỏ Việt Nam, tuy nhiên nếu còn viện trợ Hoa Kỳ, tôi tin miền Nam sẽ còn đứng vững. Quân đội Cộng sản Bắc Việt trên đầu nón cối, mặc quần áo vai mang ba lô và đi giày của Trung Cộng, với AK từ Trung Cộng, đại pháo và xa tăng từ Nga Xô chuyển qua, một tiểu đoàn Việt Cộng không sao đánh lại một tiểu đoàn thủy quân lục chiến của miền Nam. Nhưng lãnh đạo của miền Nam quá yếu hèn đối với quyết tâm thông tính miền Nam của bọn Cộng sản rất lớn. Mang nặng niềm tư duy ấy, tôi vẫn nóng lòng trở về quê hương để phụ giúp giữ vững miền Nam. Do thiếu điều chuẩn an ninh quốc phòng, vào các tuần lễ được nghe thuyết trình về các vấn đề bảo mật, các khóa sinh ngoại quốc được cho đi du hành quan sát, chúng tôi được đi thăm cơ quan NASA ở Florida, trại huấn luyện tân binh thủy quân lục chiến ở Georgia, trại thiết giáp Fort Knox ở Louisville, Kentucky, trận địa chiến Nam Bắc Hoa Kỳ ở Pennsylvania, võ bị hải quân Annapolis, Maryland. Tại đây tôi được biết con của đầy đốc Trần Văn Chơn là Trần Văn Trung đã được đô đốc Duwat giới thiệu theo học.
Khi lên thăm trường võ bị lục quân West Point ở New York, chúng tôi được mời dự một bữa ăn trưa với trung đoàn sinh viên sĩ quan. Với độ 2.000 sinh viên sĩ quan tiến vào phòng ăn và suốt thời gian dùng bữa, bên trong thật yên lặng, chỉ nghe tiếng nhạc cổ điển mà không có một tiếng động dao muỗng bàn ghế xê dịch và tiếng người nói chuyện. Chỉ từng ấy người ta có thể thấy ngay đây là một quân trường kỷ luật không đâu sánh bằng. Tôi cũng được biết có một sinh viên sĩ quan khóa 19 của trường võ bị quốc gia Việt Nam đang theo học tại đây theo chương trình Việt Nam hóa. Nhân một tuần trên thành phố New York, tôi đã mò mẫm tìm đến khu phố Tàu vì quá thèm thức ăn Á Đông sau gần một năm dùng thức ăn Mỹ. Trong thời gian theo học khóa chỉ huy và tham mưu ở Quantico, tôi đã kết thân với Trung tá Joey Strickland, nguyên là một tiểu đoàn trưởng trinh sát của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, do nhiều lần được giao công tác chung trong giáo trình. Nhờ Joey Strickland, tôi hiểu biết thêm về người Mỹ, lại thêm việc thích xem giả cầu và túc cầu football sau khi nghe dẫn giải. Vào dịp cuối tuần, tôi một mình lên xe bus và xe hỏa từ Woodbridge lần mò về thăm thủ đô Washington DC và cả Baltimore. Qua chương trình của đài phát thanh địa phương, tôi cũng được hai gia đình người sĩ quan Hoa Kỳ lấy vợ Việt mời đến nhà dùng bữa. Thèm thức ăn Việt quá, tôi tìm đến các cảng bán tôm cua và cá mua về nấu lấy. Gạo đều có bán trong quân tiếp vụ của căn cứ. Đặc biệt tôi thèm nước mắm quá nên lùng khắp các chợ Tàu đều không có, bởi lẽ giản dị là người Tàu chỉ dùng xì dầu. Vào đầu tháng 4 năm 73, người chị họ chú bác với tôi chuyển đến Arlington, Virginia do chồng được bổ nhiệm làm bí thư thứ nhất của Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại DC. Chị ấy đã xoay sở đem theo hai đứa con sang dạy tiếng Việt cho quân đội Mỹ sau vụ Tết Mậu Thân năm 68 do quá sợ Việt Cộng. Từ đây tôi thường ghé thăm chị cho đỡ nhớ nhà, là người am hiểu tường tận tình hình chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chị khuyên tôi nên ở lại luôn bên Mỹ sau ngày mãn khóa, sớm muộn gì miền Nam cũng mất. Tôi phản đối kịch liệt và không lên thăm chị nữa. Mãi cho đến ngày mãn khóa vào cuối tháng 8 năm 73, chị đã tự lái xe về tận trường dự lễ. Lần này chị không nói gì thêm về chuyện ở lại vì tôi cho làm như thế là đào ngũ. Chị trao cho tôi một lá thư tay do ông anh trẻ viết gửi cho Thiếu tướng Bùi Đình Đạm đang làm Bộ Quốc phòng bên Việt Nam. Mở ra đọc sau đấy tôi mới biết anh gửi gắm tôi cho tướng Đạm. Tôi cất giữ trong tay cho đến ngày mất nước 30 tháng 4 năm 75. Chị tôi nay không còn trên cõi đời này nữa, nhưng tôi cũng đã thầm cảm ơn tấm lòng của chị. Tôi nhất quyết trở về quê hương dù cho phải sống còn. Trước lễ mãn khóa học một tuần, viên trung tá trưởng phòng du học đã mời tôi lên văn phòng cho biết tôi sẽ được cấp văn bằng tốt nghiệp và họ đề nghị thưởng cho tôi một tháng du hành quan sát trên đại lục hạm đội Hoa Kỳ tại địa Trung Hải trước khi về nước. Tôi tỏ lời cương quyết từ chối trước đôi mắt nhìn vừa ngạc nhiên vừa thương hại của ông ta. Tôi xin về nước càng sớm càng tốt ngay sau ngày mãn khóa, trong khi thiếu tá Don, bạn tôi, lại vừa ly dị với cô vợ thứ hai và ghé rủ tôi đi nhậu dưới phố. Chàng ta bảo người Mỹ chắc chắn sẽ bỏ Việt Nam nên khuyên tôi nên liệu thân khi về nước. Tôi tự thấy mình già đi trước tuổi với trăm mối ngổn ngang trong lòng, nhưng nhất quyết tôi không rời bỏ quê hương. Trong giáo trình của trường chỉ huy và tham mưu của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ có phần thực tập thuyết trình ngắn với 3 phút, tường trình quân sự 15 phút do từng khóa sinh thực hiện với đề tài do mình chọn, qua sự chấp thuận của cố vấn chiến thuật du kích của Việt Cộng và vai trò quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến Tết Mậu Thân 68 là hai đề tài do tôi đảm trách. Đó cũng là hai bài khảo luận phải nạp cho trường đánh giá. Về phần khảo luận chung dành riêng cho các khóa sinh sinh viên ngoại quốc là những thế lực nào đã tạo nên xu hướng chính trị của Hoa Kỳ. Ba nhân vật then chốt trong việc hoàn thành khảo luận này là một trung tá quân đội Úc Châu, một trung tá nhảy dù của Do Thái và một thiếu tá cảm tử quân của Hoàng gia Anh. Trong các buổi thảo luận, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những sĩ quan đồng minh khác. Đặc biệt, tôi đã nhận ra tầm ảnh hưởng rất lớn của hơn 8 triệu người Mỹ gốc Do Thái đang nắm trong tay hầu hết ngành truyền thông tài chính y khoa của quốc gia Hoa Kỳ. Thêm nữa, tổ chức cộng đồng Do Thái ở Mỹ rất chặt chẽ, hợp nhất và rất tích cực. Tôi nhìn thấy rồi, Mỹ cũng sẽ bỏ miền Nam như Đài Loan.
Nhưng ngờ đâu Đài Loan vẫn còn đứng vững cho đến nay, dù eo biển giữa Trung Hoa lục địa và Đài Loan không quá tầm đạn pháo 130 ly, mang niềm tin miền Nam sẽ không dễ dàng đổ vỡ, tôi xôn xao trở về quê hương. Tại phi trường không quân Travis, California, tôi gặp bốn thiếu úy nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mới ra trường, được không quân gửi sang Mỹ học ngành điều dưỡng tại một trường đại học ở Florida. Thấy họ phờ phạc và lúng túng, tôi cố giúp đỡ họ lo thủ tục rồi chia tay. Chắc chắn bốn cô này đã kẹt lại Mỹ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và không biết số phận của họ ra sao. Khi ra phi cảng lập thủ tục lên máy bay về nước, tôi thấy một anh có vẻ mặt người Á Đông, mừng quá tôi vội chạy đến hỏi thăm. Chàng ta trả lời bằng Anh ngữ và chỉ vào bảng tên tôi đọc được, Haki Lim, không quân Hoàng gia Lào. Sang Mỹ sống và đi học một mình nên tôi nhớ quê hương và con người Việt vô cùng. Suốt ngày từ sáng đến tối tôi chỉ nghe tiếng Mỹ, thèm nghe tiếng Việt quá tôi đã vừa xem tivi vừa nói cho tự mình nghe. Những người qua Mỹ sau năm 75 đều mang tâm trạng này. Ai ngờ một lúc sau chàng người Lào chạy sang gặp tôi nói tiếng Việt ngon lành. Tôi là đại quý Hà Kỳ Liêm, người Việt sinh trưởng bên Lào và đi học trực thăng nay về nước. Tôi cũng ghé Sài Gòn trước khi qua Viêng Chăn. Hành lý tôi mang quá tải, anh giúp tôi được không? Tôi nhìn anh ta vừa tức cười vừa chế nhạo. Ồ thì ra thế. Sao qua tôi hỏi anh tiếng Việt anh không thèm trả lời? Thôi được rồi, anh thừa bao nhiêu phao? Anh ta cười hải hả đáp, tôi mua thêm quà cho gia đình ấy mà, 20 pound. Do quy chế du sinh sĩ quan cấp tá, tôi được mang 70 cân Anh hành lý thay vì 50. Tôi còn dư hơn 20 cân nên cũng vui vẻ dành cho người đồng hương lớn lên bên xứ Lào. Cuối tháng 8 năm 1973, chuyến bay của hàng không Hoa Kỳ đã đưa tôi về nước xuyên qua biển Thái Bình Dương với những trạm dừng tại Honolulu, Guam. Khi chiếc phản lực cơ xuống thấp từ phi luật tân, tôi bồi hồi nhận diện ra miền đất quen thuộc của quê hương với những đồng lúa trải dài. Tôi càng xúc động hơn khi nhìn ra dải đất từ bờ biển Cam Ranh dẫn vào Sài Gòn, bước xuống phi cảng Tân Sơn Nhất vào khoảng 10 giờ sáng. Tôi kéo chiếc vali ra ngoài mà lòng ngây ngất trong tâm trạng người trở về sau một thời gian dài xa cách. Với bộ quân phục đi phố thời bình màu kaki và chiếc mũ bê rê xanh, tôi vượt qua cổng quan thuế rồi đi thẳng ra ngoài bãi đậu xe. Một người tài xế taxi trẻ chạy theo tôi hỏi, ông anh, lính thủy đánh bộ đi về đâu đây? Ngạc nhiên tôi quay lại nhìn anh hỏi, sao anh gọi tôi là lính thủy đánh bộ thay vì thủy quân lục chiến? Anh vui vẻ đáp, ha, thì sao vụ tái chiếm Quảng Trị nghe tụi Việt Cộng gọi mấy anh là lính thủy đánh bộ mà? Tôi cũng sợi lỡi lên xe của anh về nhà. Sau cuộc tổng tấn công năm 72 đến nay, dù ở nơi đồng quê hẻo lánh và chốn rừng sâu xa cách, ngày đêm vẫn còn có bao nhiêu chiến sĩ cầm súng ngoài chiến tuyến hy sinh đền nợ nước. Nhưng ở Sài Gòn, người ta vẫn dửng dưng ăn chơi, biểu tình chống đối chính quyền, thâm thục tranh giành quyền lợi phe nhóm và tham ô nhũng lạm. Tôi cũng đã có dịp nhìn ra không một quốc gia nào nghèo khổ, chỉ có những kẻ cầm quyền và chính quyền mới đưa người dân vào tăm tối đói khổ. Nhưng tôi chỉ là một sĩ quan hiện dịch được đào tạo ra để phục vụ cho quân đội. Tôi đã sẵn sàng để trở về với quân đội. Trở lại chiến trường. Vào đầu tháng 9 năm 1973, tôi vào trình diện Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến tọa lạc trong trại Lê Thánh Tông. Với mảnh bằng tốt nghiệp trường chỉ huy và tham mưu của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, mảnh bằng này được tôi cất giấu sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mang theo mình khi vượt biên sang Mỹ, được giữ cho đến nay. Gặp lúc chuẩn tướng Bùi Thế Lân về họp ở Sài Gòn, tôi được lệnh đáp cùng chuyến bay với ông ra Huế hai ngày sau đó. Trên chuyến bay đậu một giờ từ Sài Gòn ra Phú Bài của hàng không Việt Nam, ông chỉ trao đổi tôi về một năm du học và tuyệt nhiên không nói tôi sẽ làm gì ngoài hành quân. Chuyến trực thăng của tư lệnh đưa tôi vào Hương Điền, là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Hành quân. Tướng Lân gọi Thiếu tá Đặng Văn Học thu xếp cho tôi một chỗ ở. Thiếu tá Học nguyên xuất thân là chuẩn úy trưởng ban nhân viên của tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến, khi ông Lân còn là đại úy tiểu đoàn trưởng. Chuẩn úy Học vốn là hạ sĩ quan theo học khóa 2 sĩ quan đặc biệt ở Đồng Đế Nha Trang, rồi về làm trưởng ban 1 ở hậu cứ tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến, cho đến ngày lên thiếu tá dưới tàn dù che chở của ông Lân. Do nhu cầu chiến trường, quân đội đã mở ra nhiều khóa đào tạo sĩ quan đặc biệt.
Nhiều cựu thiếu sinh quân đã được thăng tiến qua quân trường này và chính họ đã tạo nhiều chiến công lẫy lừng cho quân đội. Ngày hôm sau, Đại úy Đan là tùy viên của tư lệnh đến bảo tôi được làm tháp tùng với tư lệnh đi thăm các đơn vị trên trạm tuyến. Sau này, Đan lên thiếu tá vốn xuất thân từ khóa 21 võ bị quốc gia. Đan nói, ông tướng bảo sẽ giữ niên trưởng làm chánh văn phòng thay chỗ cho trung tá Tống. Tôi đáp, tánh tôi không có làm chánh văn buồn được đâu, thế nào tôi cũng xảy ra nhiều động chạm. Đan cười nói, thì niên trưởng nói với ông tướng chứ đàn em chỉ biết thế thôi. Tôi bồi thêm vì biết thế nào Đan cũng nói lại với tư lệnh. Dù có phải trở ra tác chiến tôi cũng chấp nhận chứ không có làm nghề sách cặp tôi không có làm đâu. Trên nguyên tắc tôi vẫn là một quân nhân bị thương nặng ở đùi và chân được phân loại hai không tác chiến. Có thể tôi bị đẩy ra làm tham mưu ở lữ đoàn. Như thế càng tốt tôi chẳng phải quy lụy ai. Bạn cùng khóa võ bị của tôi đã điều lên cấp trung tá với hai người làm lữ đoàn phó và năm người giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng ở năm tiểu đoàn tác chiến. Khi gặp nhau, trung tá Nguyễn Xuân Phúc với hổ danh Trô Bẹt Lửa đã nói, mày cứ ra ngoài tác chiến với tụi tao cho vui, tội gì mà phải cúi đầu làm gia nhân. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng bất phục dù phải tuân hành theo kỷ luật của quân đội. Có lẽ về sau đã đến lúc tôi phải giải bày tại sao tôi bất phục mà không tổn thương đến đời tư riêng của người khác. Tôi vẫn im lặng tiếp tục theo chân tư lệnh bay đi ra tiền tuyến thăm các đơn vị. Nhờ đó tôi được dịp gặp lại nhiều bạn bè cũ như Hồ Quang Lịch, nay đã mang cấp trung tá làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, Trần Văn Hợp nguyên là đàn em cùng trường trung học ở Đà Lạt và khóa 19 võ bị quốc gia, đang giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Hơn một tuần lễ sau, một buổi sáng sớm, sĩ quan tùy viên của tư lệnh đến nơi tôi tạm trú, bảo tôi cùng lên trực thăng đi đón bà tướng. Tôi bực mình nói, ê, làm gì có bà tướng ở đây cậu, chỉ có vợ ông tướng chứ không có bà tướng nào hết. Đại quý Đan giả lả, dân đúng rồi, nhưng gọi bà tướng cũng đâu có sao. Sao lại không, bà tướng là người đàn bà lên cấp tướng như bên Mỹ, đây chỉ là vợ của ông tướng thôi. Tôi cũng cam lòng lên phi cơ bay ra Phú Bài chờ đón người vợ của tư lệnh sẽ xuống từ chuyến hàng không Air Việt Nam. Được vài ngày sau, đại tá Phạm Văn Chung là tham mưu trưởng sư đoàn hành quân cho người gọi tôi vào nói, ông tướng bảo cậu ra ngoài phòng ba làm việc với trung tâm hành quân. Tôi vui vẻ sang trình diện trung tá Đỗ Kỳ. Tôi biết rõ lai lịch của bà vợ ông tướng nên chẳng cần nói gì thêm. Trưởng phòng ba sư đoàn bảo tôi, anh chuẩn bị tài liệu và bài vở để đến các lữ đoàn huấn luyện về hành quân thủy bộ cho các đại đội trưởng các tiểu đoàn tác chiến. Thật ra với kiến thức của mình, tôi chỉ có thể nói cho họ nghe những nguyên tắc căn bản về các cuộc hành quân thủy bộ, phối hợp giữa thủy quân lục chiến và hải quân. Sau 3 ngày hướng dẫn huấn luyện tại ba bộ chỉ huy lữ đoàn trên tuyến đầu Quảng Trị, tôi chợt gặp lại trung tá Chuy Strickland. Chuy là bạn cùng khóa chỉ huy và tham mưu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với tôi tại Quantico, vừa tình nguyện sang Việt Nam làm trưởng khối DAO của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bên cạnh sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam. Chuy tìm gặp tôi rồi cùng tôi đi lên thăm sông Thạch Hãn. Nhờ đó tôi còn có được bức ảnh chụp chung với Chuy, nay còn trưng bày trong bảo tàng viện của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Quantico. Tôi và Chuy đã kết thân ngay từ hồi còn trong trường. Trước khi chia tay, Chuy đã cho tôi một hệ thống riêng để giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Vài ngày sau, ngày 1 tháng 10 năm 1973, tôi được đại tá Chung gọi lên bảo, ông lên xe của phòng 3 lên chợ cạn Quảng Trị bằng giao tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến với trung tá Tống. Theo lệnh của ông tướng, Tống sẽ lên làm lữ đoàn phó lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Tôi mừng như thoát nợ mang túi sách lên xe trực chỉ thành phố Quảng Trị trong cảnh trời còn mưa giông dài sau hơn một tuần lễ không dứt hột. Qua tin trên trung tâm hành quân, nơi đóng quân của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến ở chợ cạn Quảng Trị đang chìm trong biển nước lũ tràn về từ Trường Sơn. Sau cuộc tổng tấn công qua vị tuyến đình chiến năm 54, Cộng sản Bắc Việt đã lợi dụng sự ấm ớt của chính phủ Hoa Kỳ để lại miền Nam Việt Nam cả 100.000 quân dưới dạng trá hình mặt trận giải phóng miền Nam. Chúng đã bị thiệt hại nặng nề trước cuộc phản công của nhảy dù và thủy quân lục chiến sau khi chúng bị đánh bật ra khỏi Cổ Thành và thành phố Quảng Trị. Dù vậy, ngay trong ngày ký kết đình chiến tại Paris năm 72, chúng đã dùng thiết giáp và bộ binh lấn tràn qua cửa Việt. Do đó, ngoài phần chạm tuyến dọc theo sông Thạch Hãn,
Chúng đã lấn một phần đất nằm sát biển đông của quận Triệu Phong, Quảng Trị, trong đó có thôn Bích La là quê quán của Lê Duẩn, trên phần đất của chợ cạn nằm phía đông bắc của Triệu Phong. Tuyến đóng quân phòng thủ giữa thủy quân lục chiến và cộng sản Bắc Việt sát kề với nhau chỉ độ vài thước đất. Hai bên có thể nói chuyện được với nhau. Bên phía cộng sản thường chúng tiếp tế lương thực cho quân lính bằng ghe xuồng trưng dụng của dân chúng địa phương. Vào mùa nước lớn không rõ tại sao có khi những bao tải gạo bọc kín trong bọc ni lông trôi dạt về phía thủy quân lục chiến. Cẩn thận mở ra mới được biết chứa gạo sấy và thịt heo đóng hộp của Trung Cộng. Một lần nữa cho thấy trong suốt cuộc chiến Việt Nam gần 20 năm, từ đầu đến chân của người lính miền Bắc mang toàn tiếp liệu của Trung Cộng, trong khi ở miền Nam Hoa Kỳ khúc mắc từng đô la viện trợ. Nguồn viện trợ này không chỉ dành cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà cho cả quân Mỹ tham chiến tại miền Nam. Tướng Tư lệnh một sư đoàn Mỹ có riêng một chiếc phản lực cơ nhỏ 11 chỗ ngồi để đi lại. Chi phí này tính vào viện trợ Hoa Kỳ, chưa kể đến việc lính Mỹ đi nghỉ phép giải trí RNR ở Thái Lan, Hồng Kông. Tuy có học vị tiến sĩ nhưng Henry Kissinger không có đầu óc mưu mô xảo quyệt và gian trá như bà lũ Lê Đức Thọ. Chẳng có gì khôi hài hơn chuyện Kissinger và Lê Đức Thọ được trao giải Nobel Hòa Bình. Trong khi sau ngày ký kết đình chiến, Cộng sản mở rộng thêm đường mòn Trường Sơn Đông thêm vào Trường Sơn Tây, để ngày đêm chúng ồ ạt chuyển quân và vũ khí hạng nặng như thiết giáp T-54, Đại Bác 130 ly vào Nam. Ngay trước mũi của cái gọi là Ủy ban Kiểm soát Đình chiến quốc tế với Ba Lan Cộng sản và Nam Dương Canada, tháng 10 năm 1973, từ Huế ra Quảng Trị trời mưa không dứt. Lục tháng 10 như tái diễn, nước lũ từ trên trận núi Trường Sơn ào ạt đổ xuống khoảng đồng bằng nhỏ hẹp của miền Trung ngày và đêm. Nước đục ngầu màu đất như muốn nuốt trững trẹo đất quanh con phá Tam Giang. Đầu hôm thấy nước lũ chỉ lấp sấp dưới chân, nửa đêm chợt tỉnh giấc khi nước đã chạm lưng chiếc ghế bố nhà binh và nước tiếp tục dâng cao dù nơi đóng quân nằm trên ngọn đồi cát. Chiếc xe Jeep do một người tài xế của phòng 3 sư đoàn chở tôi chạy ngược về cửa Thuận An qua phà rồi hướng ra Huế để theo quốc lộ 1 lên Quảng Trị. Tôi dừng ghé thăm thiếu tá Nguyễn Văn Kim là bạn cùng khóa võ bị, đang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến trú đóng ngay khu vực La Vang. Tôi và Kim khá thân nhau, Kim vui mừng nói: "Đúng rồi, mày ra ngoài này với tụi tao vui hơn, thấy mày miễn cưỡng theo chân ông Lân mà tổ nghiệp. Sống chết có số hết mày ơi, vào nhận tiểu đoàn đi, hôm nào rảnh tao vào đón mày ra Huế chơi." Sau năm 1975, Kim chạy thoát qua Mỹ rồi đi học lại trên Pennsylvania. Sau này lấy được cao học về khoa học, Kim được giới thiệu làm về hệ thống điện toán cho Bank of America tại San Francisco. Khi tôi vượt biên qua Mỹ năm 84, Kim là người bạn cùng khóa võ bị tìm gặp tôi trước nhất. Và từ đó hết lòng giúp cho tôi làm lại cuộc đời. Kim bảo, vào ngày 30 tháng 4, tao có gặp một số lính của tiểu đoàn 4 ở Hàng Xanh Xa Lậu hỏi thăm về mày. Có đứa nói mày đã tự tử chết trong căn cứ sóng thần. Sau đó tao nghe mày bị đi tù cải tạo ra Bắc, tao nghĩ chắc mày chết rồi chứ không có ngờ còn gặp lại mày bên Mỹ. Tôi vẫn còn đây nhưng Kim đã mệnh sau một cơn bạo bệnh vào thập niên 90. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Kim. Tụi Việt Cộng gọi mình là ngụy quân, thật ra tụi nó mới là ngụy quân, tụi mình là thứ thiệt, học hành đâu ra đó, một tiểu đoàn Việt Cộng làm sao đánh lại một tiểu đoàn thủy quân lục chiến được. Sau khi tạm chia tay, Kim tôi lên xe chạy lên thành phố hoang tàn Quảng Trị rồi rẽ trái vào chợ cạn. Khi vừa lên chiếc cầu sắt ngang con sông Bình Định, phía trước mặt tôi cả một vùng nước ngập mênh mông do cơn mưa lũ kéo dài cả tuần qua. Chỉ còn lấm đốm những ngọn bụi tre và ngôi mộ đắp cao giữa biển nước vàng đục. Từng đàn chim le le không rõ từ đâu kéo bầy quần lên quanh vùng nước lục như đàn ông vỡ tổ. Trên xe tôi đi không có máy truyền tin, nên tôi bảo người lính dừng đậu xe dưới chân cầu và thủ sẵn khẩu súng đề phòng. Con đường đất nhỏ xuyên đồng ruộng đang chìm ngập trong nước. Xe không thể chạy vào bộ chỉ huy tiểu đoàn được. Tôi đứng ngóng chờ người từ đơn vị ra đón, vì biết chắc bạn tôi đã biết. Chỉ độ 5 phút sau, tôi nghe tiếng máy của thiết vận xa M113 nổ rền rồi xuất hiện sau lũy tre. Tôi nhìn ra Trung tá Nguyễn Đăng Tổng đang đứng trên nóc chiếc xe thiết giáp đưa tay vẫy chào tôi. Chẳng mấy chốc chiếc xe tiến sát đến bên kia cầu. Tôi quay lại bảo người tài xế quay xe về lại cho sớm.
Tống nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc thiết vận xa M113, miệng cười toét. Mày lên xe vào tiểu đoàn đi, tao phải đi theo xe jeep ra ngay Phú Bài cho kịp chuyến bay về Sài Gòn để lo cưới vợ. Tao không cần bàn giao gì hết. Tụi nó ở trong tiểu đoàn đều biết mày. Tiểu đoàn phó là Phạm Văn Tiền khóa 20, ban ba là Nguyễn Tri Nam khóa 22. Tống tươi cười đưa tay bắt tôi rồi nói tiếp. À quên, đây là số tiền tao cho mày dùng lúc đầu. Tống móc trong sách tay ra một xấp tiền giấy loại 500 đưa cho tôi rồi vội vã đi nhanh qua cầu, nhưng cũng quay đầu lại nói đùa. Thôi tao đi nghe cao bồi toàn. Tôi đứng lặng dõi mắt nhìn theo bạn cho đến khi chiếc xe jeep khuất nẻo đường. Miệt mài ngoài chiến trận suốt bao nhiêu năm, đến nay lên cấp bậc trung tá, Tống mới được dịp lập gia đình. Tống đã được thăng cấp trung tá ngoài mặt trận với đệ tứ đẳng Bảo Quốc huân chương sau ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Sau ngày kết hôn, Tống sẽ được bổ nhiệm làm lữ đoàn phó lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Sau này, khi đại tá Nguyễn Thế Lương đi học khóa chỉ huy và tham mưu tại Long Bình, một người bạn cùng khóa võ bị của chúng tôi là trung tá Đỗ Hữu Tùng sẽ lên giữ quyền lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 với một người làm trưởng phòng 3 hành quân sư đoàn. Khóa của chúng tôi trong thủy quân lục chiến gồm có một lữ đoàn trưởng, lữ đoàn phó Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Đăng Tống với các tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3, 4, 6 và 7 thủy quân lục chiến cùng một thời gian. Các người bạn thân thiết sống chết bên nhau nay không còn mấy ai. Tôi leo lên chiếc M113 lội nước vào nhận đơn vị. Bộ chỉ huy tiểu đoàn trú đóng trong một khu làng với lũy tre dày đặc vây quanh. Trên một gò đất cao nhô lên trên mặt đồng ruộng lúa, đại quý Nguyễn Tri Nam vốn xuất thân từ khóa 22 võ bị, mặc chiến phục chỉnh tề đứng tươi cười đón tôi. Khi tôi xuống xe, Nam chạy đến đưa tay chào. 416 có dặn tôi lo bàn giao đầy đủ cho niên trưởng. Lúc ấy trung quý Trần Kim Tài vội vã bước tới đưa cho tay chào và nói, đại bàng, tôi là Trần Kim Tài, đại đội trưởng đại đội chỉ huy, cần gì đại bàng gọi tôi. Nhìn quanh thấy lính lấp ló tò mò nhìn tôi bảo Nam, tôi cần một chiếc cano với hai người lính mang theo máy truyền tin để tôi lên thăm tiểu đoàn phó là thiếu tá Phạm Văn Tiền cùng các đại đội đang nằm trên trạm tuyến sát với Việt Cộng. Nam cho biết các đại đội đang bám theo các lũy tre, tiểu đoàn đang chờ công binh đưa xuồng máy lên bổ sung cho tuyến đầu, trong khi Việt Cộng đã trưng dụng ghe xuồng của dân chúng địa phương. Thế là tôi bắt tay ngay vào việc. Tập thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 8.